Hello, xin chào anh em nhé. Hiện tại trên tay mình đang có một chiếc máy ảnh Canon M3. Đây là một chiếc máy ảnh đã qua sử dụng của Canon và có thể thay đổi được ống kính. Ống kính đi theo máy ảnh Canon M3 là một cái ống kính 15-45. Đây là một cái ống kit tiêu chuẩn của Canon các bạn nhé. Ống kính này thì mình cũng có soi qua thì nó không có bụi mốc dễ che gì cả. Và ngoại hình của cái ống kính này thì không có một cái vết xước nào cả. Tuy nhiên cái chiếc máy ảnh này thì mình đánh giá nó chỉ còn độ mới là 95%. Điểm trừ duy nhất của cái chiếc máy ảnh này đó chính là cái mặt phía dưới đáy, mà khi mà các bạn để máy ảnh này phía dưới tiếp xúc với mặt bàn thì nó đã bị xước một chút ở bên góc bên phía tay trái. Nó là xước thôi nhá. Tuy nhiên nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng phần cứng của cái máy ảnh này, mà nó ảnh hưởng đến cái độ thẩm mỹ của cái chiếc máy ảnh này nhiều hơn các bạn nhá. Tổng quan cái chiếc máy ảnh Canon M3 này, cái thông số kỹ thuật của nó thì nó sử dụng một cái cảm biến IPS-C hệ số crop là 1.6 các bạn nhá. Đây là cái cảm biến của máy ảnh này. Cái cảm biến này có độ phân giải là 24 megapixel, và nó sử dụng bộ bi xử lý cũng như là bộ cảm biến giống y hệt như chiếc Canon 750D. Trong trường hợp mà các bạn đang tìm mua một chiếc máy ảnh Canon 750D thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo cái chiếc Canon M3 này, vì cái chiếc Canon M3 này có một cái bộ bi xử lý cũng như là cái cảm biến giống y hệt cái chiếc 750D, và giá thành của cái chiếc Canon M3 lại rẻ hơn so với 750D rất là nhiều luôn. Đây là một chiếc máy ảnh mirrorless không gương lật của Canon. Vì vậy lợi thế của những chiếc máy ảnh này là các bạn có thể nhìn thấy là nó rất là nhỏ gọn, và nó sẽ giúp cho các bạn tiện lợi khi đi du lịch hơn. Nếu trong trường hợp mà các bạn đi một cả một ngày trời, chúng ta đeo một cái chiếc DSLR trên cổ thì nó sẽ rất là khổ sở đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ cần một cái chiếc máy ảnh nó nhỏ gọn như thế này mà cho ra chất lượng ảnh vẫn sánh ngang với những cái chiếc máy ảnh DSLR đấy, thì rõ ràng là cái khối lượng của cái chiếc máy ảnh này cũng như cái độ gọn nhẹ của nó sẽ là một cái ưu điểm rất nhiều nếu các bạn mua một cái máy ảnh để du lịch cũng như là chụp gia đình và chụp không phải là làm dịch vụ các bạn nhé. Mình đã giới thiệu cái chiếc máy ảnh này và so sánh với cái chiếc máy ảnh Canon M10 ở một cái video đợt trước, thì nếu mà các bạn nào chưa theo dõi video đấy có thể xem lại. Tiện đây thì mình cũng nói qua cho các bạn một chút, thì cái chiếc Canon M3 này nó sẽ là một cái bản nâng cấp khá đáng giá so với Canon M10, với một cái bán cầm nó tốt hơn này, cũng như là các vị trí nút ở đây ấy, nó sẽ sẵn ra ngoài như này. Đối với Canon M10 thì nó ghim hết ở trong cái menu, thì nếu mà các bạn muốn chỉnh cái gì thì phải vào menu hoặc là chỉnh trên cái cảm ứng, trong khi đấy Canon M3 nó set hết ra, ví dụ như phím bù trừ sáng này, cũng như là các vòng chỉnh, các chế độ chỉnh tay như APS-M hoặc là chỉnh khẩu tốc các thứ, nó đều set hết ra ngoài. Do vậy cái chiếc Canon M3 này sẽ giúp cho các bạn can thiệp rất sâu vào cái thông số kỹ thuật của một bức ảnh các bạn nhé. Và cái sản phẩm này nó có một cái màn hình lật xoay 180 độ như này. Màn hình này cũng có cảm ứng nhé các bạn nhé, sẽ giúp cho các bạn có thể là chọn đầu nét đấy rất là tiện luôn. Đặc biệt là các bạn nào khi mà quay phim chẳng hạn thì sẽ rất là dễ để chúng ta sẽ chọn được điểm nét. Cái chiếc máy ảnh Canon M3 này có thể làm được vlog các bạn nhé, tại vì nó có một cái màn hình lật xoay như này, cũng như là nó có thể là quay phim Full HD với tốc độ là 30 khung hình một giây. Và cái sản phẩm này hơn cái Canon M10 ở một cái chỗ là nó có một cái cổng mic như này. Với một cái cổng mic như này sẽ giúp cho các bạn có thể là sử dụng những cái mic rời để chúng nó thu âm ở ngoài trời, cho âm thanh chất lượng nó sẽ tốt hơn so với cái mic tích hợp sẵn ở trên máy ảnh các bạn nhé. Phụ kiện bao gồm của cái chiếc Canon M3 này thì là máy pin sạc thẻ, dây đeo và túi đựng. Đặc biệt khi các bạn mua cái chiếc máy ảnh Canon M3 này ở bên DMAX 98 thì bên mình sẽ tặng cho bạn thêm một quả pin nữa. Như vậy khi các bạn mua cái máy ảnh này thì các bạn sẽ có tổng cộng 2 cái quả pin, sẽ giúp cho các bạn chụp trong một cả một ngày đi du lịch mà không sợ là hết pin các bạn nhé. Và cái sản phẩm này thì bên mình vẫn bảo hành cho các bạn là 3 tháng sử dụng. Trong vòng 3 tháng sử dụng nếu mà sản phẩm này có bị lỗi lầm gì đấy thì bên mình sẽ hỗ trợ khắc phục 100% chi phí. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo cái số điện thoại mình ghi ở trên video, và các bạn có thể là truy cập vào cái trang web là dmax98.com và cái mục là máy ảnh cũ nhé. Tại vì là cái máy ảnh này có thể là cái thời điểm mà các bạn xem video thì cái chiếc máy ảnh này có thể bán rồi. Nếu trong trường hợp cái máy ảnh này đã bán rồi thì các bạn có thể truy cập vào đấy để xem những cái chiếc máy ảnh khác mà bên mình đang có các bạn nhé. Đấy, một lần nữa thì xin hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mà mình chia tay những cái con máy ảnh khác. Cảm ơn các bạn.